Hello đồ coi nhật mã.com, chào tất cả em cần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên cần về cho anh em câu. Cần em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 35k nha. Máy câu là 30k. Em về được hai con máy cung nông cho anh em sân hàng. Rồi, đầu tiên em giới thiệu cước nha. Em có loại cước là loại này là cước phun carbon 100%. Loại này chiên cho anh em sân hàng mà nói chung là nó chép, chiên chép là sướng nhất. Rồi, hoặc là anh em câu biển nó rất là dẻo, rất là mềm, rất là sướng luôn. Rồi size 1.2, sức tải là 7,4 kg, độ dài là 200 m, phun carbon 100%, màu tím như này đây. Loại này là cước tàng hình nha. 1.2 là sức tải 7,4 kg. Loại này là em đồng giá là 250k một cuộn nha, cho tất cả các size được là tới 200 m luôn. Rồi, 2.5 là sức tải là 9,3 kg đây, phun carbon. 2.0 là sức tải là 9,5 2.0 sức tải là 8,5 kg, đồng giá nha, đồng giá là 250k một cuộn nha. Rồi. 5.0 sức tải là 16 kg nè, 7.0 là sức tải là 18 kg và 8.0 là sức tải là 21 kg. Loại này là phun carbon 100% màu tím thế này đây, để cho anh em giá là 250k một cục nha. Rồi tiếp tục là cũng cước phun carbon, nhưng mà loại này là cước màu trắng, loại này cước màu trắng phun carbon nha, đánh rất là sướng luôn. Rồi gồm size là gồm có size là mấy 5.0 thôi, 5.0 sức tải là 16 kg, độ dài là 150 m, 8.0 sức tải 21 kg và 6.0 là sức tải là 17 kg nha. Loại này là phun carbon màu trắng như này đây, chiên cho anh em đánh tra, trong là đánh trắm sân hàng câu biển. Rồi loại này phun carbon màu trắng, giá là 200k một cuộn 150 m. Rồi tiếp tục anh em có cước cung nhạy nha. Cước cung nhạy này thì giá là 40k một cuộn, cũng rất là ngon, rất là bền luôn. 0.32 sức tải là 12 kg nè, 0.48 sức tải là 24 kg, 0.45 sức tải là 21 kg. Loại này là cước màu trắng, độ dài là 100 m, giá là 40k một cuộn nha. À, bên em có bán phao cua đài thông minh nữa nè. Phao cua đài thông minh này là phao lớn nha, phao lớn tới 50 cm này, để cho anh em câu sông lớn. Rồi loại này để cho anh em giá là 20k một quả nha, 20k một quả phao lớn để cho anh em câu xong. Phao này nó dài tới gần 60 cm á, 50-60 á. Rồi đầu tiên lên cần. Rồi đầu tiên là một cái cần mã 1, để em chút nha. Rồi mã 1, mã 1 là một cây cần hai khúc này, chất liệu là phíp đặc siêu bền nâu đồng cổ đá, độ dài cái này là 1m65. Loại này mà cho anh em mà bán cho khách đi du lịch đó, hoặc là anh chị em đi du lịch đưa đi câu rất là sướng. Loại này là nâu đồng cổ đá nha, chất liệu là phíp đặc toàn thân, nó chỉ nặng có 100 mấy gram thôi. Loại này thì anh em câu tại cá khoảng 7 kg vắt ok, không bao giờ sợ bị gãy luôn nha. Dàn khoen nó là dàn khoen inox thế này đây, dàn khoen inox thế này nha, đấy ta cước rất là mịn luôn. Tại cá khoảng 7 kg, phíp đặc nha, rõ gọn này, chiên cho anh em câu mực, câu lưu rê lóc, câu sông rồi rất là sướng. Hoặc là anh em cho con cái đồ á, câu á, nói chung thứ nào phá rồi á, đem cái này cho nó đập nó cũng không sợ bị gãy luôn. Rồi cái này mã số 1, cái này để cho anh em giá là 250k, phíp đặc siêu bền nâu đồng cổ đá, tải cá khoảng 7 kg, cực dẻo luôn, dẻo toàn thân luôn. Rồi tiếp tục mã số 2. Mã số 2 là một cây cần tay, một cây cần tay của thằng Taco, độ dài là 4m60. Bộ dài là 4m60 nè, chất liệu là phíp nha, ngoại hình cần thì có sợi xước dăm dăm đây, ngoại hình cần có sợi xước dăm dăm nha. Đấy. Rồi cần tay phíp, độ cứng cái này mấy h, độ cứng cái này là 3 h, độ dài cái này là 4m55 này, chất liệu là phíp này, đầu hút ra này, đầu hút ra đây, nước sơn khá là mới nha, đầu hút ra nước sơn có mới, có bị sợi xước nhẹ chỗ này này. Rồi cái này là 4m60, chất liệu là phíp, chất liệu là phíp nha, 4m60, ngoại hình rút ra thì có sợi xước nhẹ thôi, nói chung là ngoại hình cần cộng khá mới. Rồi mã số 2, mã số 2 cái này để cho anh em giá là 250k. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 cũng tiếp tục là một cây cần tay. Mã số 3 tiếp tục là một cây cần tay, độ dài cây này là 3m60, cây này là hàng nội địa Nhật nha. Cây này là hàng nội địa Nhật này, phô cần cực kỳ đẹp luôn. Cái này nó bị bắt tem rồi, tem chữ rồi, nó còn tem nội địa thôi nha. Ngọc hình cần này. Ngọc hình cần mới tinh luôn nha. Cái này cứng là, rồi cái này là cứng là 5h, độ dài cái này là 3m60 này, chất liệu là phíp này, đầu cúc ra thì siêu đẹp luôn, siêu đẹp siêu mới luôn nha. Rồi cái này để cho anh em giá là 220k. Cần tay phíp, độ dài cái này là 3m60. Đây.
cứng là 5H nha, ngoại hình này đây, ngoại hình nó thế này đây, cực đẹp luôn nha. Rồi mã số 3 200. Rồi tiếp tục mã số 4, cây này là giá là 230k nha. Tiếp tục mã số 4, mã số 4 tiếp tục là một cây cần hai khúc, chống chất liệu cũng phíp đặc, độ dài là 1m65, loại này cũng phíp đặc, siêu bền, nâu đồng cổ đá. Cây này là của thằng Sky này, hàng này hàng nội địa Nhật này, phát hẳn bạn nha. Dàn khoe là dàn khoe inox thế này đây, ra cước rất là nhanh. Rồi mấy dòng này thì em sẽ đổi cho anh em cái đầu bu nha, đầu bu ra cước rất là nhanh nha. Đấy ngoại hình đây, ngoại hình cần này phíp đặc, siêu bền, nâu đồng cổ đá, cán gỗ phát hẳn bạn, phát kim loại. Đấy cho anh em phá đồ cho con cái đi du lịch đồ, nói chung là ai phá đồ đó cho tụi nó phá cũng sợ hư. Loại này cũng có thể anh em lưu relock được nha, cần rất là nhẹ, siêu bày nâu đồng cố đá. Mã số 4 cũng 250k, tải cá 7kg. Tiếp tục mã số 5, mã số 5 là tiếp tục là một cây cần tay. Mã số 5 tiếp tục là một cây cần tay, chất liệu là phíp, cái này em chưa đo độ dài nha. Cái này độ dài khoảng 6m á. Độ dài khoảng 6m. Ủa cái này cứng là, cái này là cứng là 6H này, chất liệu là phíp này. Cái này để em đo lại nha. Cái này thân là to. Cái này độ dài khoảng 6m3, 6m mấy á, hoặc là 5m4. Để em đo lại nha. Đây. Cần tay chất liệu phíp, độ cứng là 6H, ngoại hình cần có sơ xước đây này, có sơ xước sơn nha. Có sơ xước sơn dăm dăm đây. Đây, có sơ xước sơn nha. Cái này em chưa đo lại này, cái này để chiên cho anh em sân hạ nha, cứng 6H. Phô cần nó là cỡ phi 34 á, phô cần hơi to một chút nha, hơi to nhưng mà nó có đấu trọng nên là cầm rất là êm tay luôn. Rồi cái này mã số 5, số 5 cần tay chất liệu phíp, để đo lại nha, 5m4 hay là 6m3 gì đây. Rồi cái này để cho anh em giá là, mã số 5 cái này để cho anh em giá là 400k nha. Loại này anh em làm kích điện đồ, làm xiệt đồ rất là ngon này. Rồi cái này mã số 5 giá là 400k. Tiếp tục mã số 6, mã số 6 tiếp tục là một cây cần tay chất liệu phíp, độ dài cái là 5m4, cái này cũng hàng nội địa luôn này. Đấy ngoại hình này, tay cầm là cũng chỉ nha, ngoại hình này 5m50 chứ, 5m50 này, có bọc chống nổ lóng cần luôn nha. Cái này có bọc chống nổ lóng cần này. Rồi cần tay chất liệu phíp, độ dài cái này là 5m50, độ cứng cái này là 1,5H, chuyên cho anh em đánh chép. Đấy, đánh chép nha. Loại này tải cá khoảng là 4kg đổ lại là rất là ok, có là chống nổ lóng nữa nè, cần thì rút ra thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy rồi cần tay chất liệu phíp, độ dài cây này là 5m4, chất liệu là phíp nha. Rồi cứng là 1,5H, có chống nổ lóng cần, hàng nội địa, dòng này rất là sướng luôn, câu rất là bền nha. Cây này giá là 290k. mã số 6. Tiếp tục mã số 7, mã số 7 cũng tiếp tục là một cây cần tay phíp. Cây này thì giá là khá cao nha, cây này là của thằng Đia, hàng nội địa Nhật này, phô cần thì nhìn cực kỳ đẹp luôn. Cây này là giá khá là khắc luôn, giá cây này là 300k nha, 300k mã số 7. Cây này là cứng là 3H nha, cứng 3H, độc hình pháp này, độc hình tháp là độc rồng phượng nha. Đấy, độc hình tháp, độc rồng phượng này, độc quốc ca này, phô cần này. Rồi cần tay chất liệu phíp, độ dài cây này là 3m60, phô cần cực kỳ đỉnh luôn. Loại này anh em rồi mới tập câu rồi đánh rất là sướng luôn này, các anh em câu chuyên nghiệp rồi đánh rất là sướng. Rồi cái này để cho anh em giá là 300k, mã số 7, 3m60 feet. Tiếp tục mã số 8, mã số 8 tiếp tục là một cây cần tay chất liệu phíp, độ dài cái này là 3m60. Đây một cây cần tay giả trúc nha, độ dài là 3m60 này, phô cần có sơ xước nhẹ này. Đấy ngoại hình có sơ xước nhẹ nha. Rồi cái này cứng mấy hát, cái này là cứng là 1,5H nha, đầu phút ra này, phô cần rất là mới đẹp này. Rồi cái này hàng bãi nhưng mà nó qua sử dụng rồi mà nó còn mới tinh luôn, có sơ xước 1-2 điểm thôi, còn lại là mới tinh luôn nha, y như hàng mới luôn. Rồi cần tay chắc liệt phíp 3m60 đây, phô cần hàng nội địa Nhật luôn. Rồi cái này mã số 8, cái này để cho anh em giá là 250k. Tiếp tục mã số 9, mã số 9 tiếp tục là một cây cần mã 9 là lên máy đi, số 9 là một con máy mô bin sóng, một con máy Shimano, con này là hàng Malaysia xuất Nhật nha, hàng Malaysia xuất Nhật này. Con này là xây theo máy 6.000, xây thật con này là 9.000, con này nó chạy tới 3 bạc đạn nha, mô bi sóng đôi tay trái phải này. Đấy máy hoạt động tốt, con này là hàng đấu giá về nha, hàng đấu giá về này là rất là đẹp luôn, nói chung là nó chưa bị, nó gọi là như chưa bị sơ xước luôn, mới tinh luôn nha. Đấy hàng Shimano nha,
Shimano xay thương máy 6 ngàn, xay thật là 9 ngàn, mô bi sóng đôi tay trái phải nha, chạy 3 bạc đạn, chạy 3 bạc đạn nha. Con này hàng cực kỳ đẹp luôn này. Con này mà anh em mà câu biển đồ săn hàng rất là sướng luôn. Rồi con này giá là 2,1 triệu. Con này là giá là 2,1 triệu nha. Mã số 9, xay thương máy 6 ngàn, xay thật là khoảng 9 ngàn. Này, dòng này là Power nha, Power. Chạy là 3 bạc đạn, mô bi sóng đôi tay trái phải, full carbon 100% này. Đấy, chuyên cho anh em câu biển nha, chống ngập mặn, chống mặn luôn nha, rất là sướng, kháng mặn. Đấy, rất là đẹp. Rồi, giá này là 2,1 triệu, mã số 9. 2,1 triệu nha, mô bi sóng đôi tay trái phải. Cấu nông. 2,1 triệu. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 cũng là một con máy Shimano. Nhưng mà con này là của thằng mà con này là hàng nội địa Nhật nha, con này cũng mới tinh luôn. Gọi như là sơ xước chỉ nhẹ thôi, trước khi lúc mình để đem về gửi cắt thôi. Rồi, con này là mô bi sóng, thông số cước. Con này là Gatio là 3.8. Cước số 6 vào được 300 m, cước số 8 vào được 200 m nha. Con này cũng xay thương máy 6 ngàn, xay thật con này là 9 ngàn. Hai con này nó giống nhau. Nhưng mà con này là Malaysia xuất Nhật, con này là hàng nội địa nha. Đây, con này có sơ xước nhẹ chỗ này nè. Con này có sơ xước nhẹ chỗ này nè. Đấy. Mô bi sóng đôi tay trái phải đây. Máy hoạt động này. Chuyên cho anh em câu biển, phun carbon 100% kháng mặn, mô bi sóng đôi tay trái phải. Đấy, con này hàng Sapan nha. Rồi con này giá là 2,2 triệu nha. Máy này anh em câu đời đời kiếp kiếp cũng chưa hư luôn, đảm bảo. Shimano con này cũng chạy 3 bạc đạn. Nói chung là con này với con kia giống y nhau hết, nhưng mà nó cái là con này hàng nội địa, còn con kia là Malaysia xuất Nhật. Nó được lắp ráp ở Malaysia. Máy thì cực đỉnh rồi. Rồi, con này giá là 2,2 triệu, mã số 10. Tiếp tục mã số 11. Rồi, 11 tiếp tục là cần cao nha. 11 tiếp tục là một cây cần 2 khúc luôn V-Lock. Độ dài là 1m80 nha. Cây này là đây, độ cứng là ML, cái này là độ cứng ML này, bắt này, bắt tay này, con này là cứng ML nha, dàn khoen là dàn khoen, đây, dàn khoen gôn thế này đây, dàn khoen gôn nha, hai khúc cứng ML, độ dài là 1m80, chuyên cho anh em lưu relock, cái này chất liệu là carbon nha, hàng nội địa Nhật, mã số 8, mã số 11, cái này để cho anh em giá là 11, hai khúc lưu relock, cái này để cho anh em giá là 700k, mã số 11, hai khúc lưu relock cứng ML nha. Loại này anh em tải cá khoảng là 4kg đủ lại là ok nha. Luôn đi lóc. Đây, phát hãng. Phen là phen gold thế này đây. Rồi, 700k carbon. Mã 11, tiếp tục mã số 12. 12 tiếp tục là một cây càng 3 khúc. 12 tiếp tục là một cây càng 3 khúc. Chất liệu là fib. Loại này là độ dài là 3m nha. Cây này là độ dài là 3m. Ngộ hình cây càng thì có bị sơ xước dâm dâm. Nhưng mà cái gốc này nó bị bâm sơn hơi nhiều nè. Anh em thấy không? Đấy, dàn khoen là dàn khoen Fuxi. Dàn khoen Fuxi xứ trắng đây, dàn khoen Fuxi xứ trắng thế này đây. Rồi, 3 khúc fib, độ dài là 3m, chất liệu là fib này. Đấy, ngộ hình. Loại này thích hợp cho anh em cô ngâm lăn xe rồi rất là sướng luôn. Rồi, cái này là cứng là 25. Cứng 25 3 khúc, mã số 12. Cứng 25 3 khúc. Rồi cái này để cho anh em giá là 350k nha. Loại này thì anh em đánh thì siêu bầy nâu đồng cổ đá luôn. Loại này anh em đánh cực kỳ sướng luôn nha. Đấy. Hồi nay anh em tải cá lớn, rất là sướng. Rồi, khoen Fuxi, phát là phát hẳn vào. Cũng hàng nội địa, cái này của hàng KT này, khắc tem này. Rồi, mã số 13. 13 là một cây siêu phẩm. 13 là một cây càng siêu phẩm Shimano. Cái này là hàng Made in Japan, hàng nội địa Nhật luôn. Mã code của nó là 31389. Đấy, dòng Shimano nha, cứng ML này. Đấy, dòng này dòng cao cấp của Shimano này. Anh em nhìn cái bát này. Bát này là bát Shimano luôn nha. Bát Shimano này, bát vặn này. Tay cầm là mút xốp thế này. À, gỗ bằng. Đấy. Dàn khoen ở đây. Đấy, dàn khoen ở đây. Dàn khoen nó là dàn khoen Fuxi nha. Dàn khoen Fuxi thế này đây. Rồi, Fuxi chân dài này. Loại này anh em ra cước cực kỳ nhanh luôn. Hàng Shimano thì thôi. Ra cước cực kỳ đỉnh luôn. Rồi, hai khúc carbon. Độ dài là 1m80. Chất liệu là carbon. Câu này là lure là 4-18g. Len của nó là 6-14. Đấy, dòng này thì anh em đánh cực đỉnh đi. Rồi, cái này mã số 12. Cái này giá là 1,900,000. 2 khúc lure lock Shimano. Dòng đề cao. XT. Rồi, 2 khúc. Mã số 13. 1,900,000.
Tiếp tục mã số 14. 14 tiếp tục là một cây cần hai khúc lưu rê con ngâm lưu rê, nhưng mà cây này là nó cũng chất liệu phíp. Cây này chất liệu phíp nha, hai khúc. Cây này là cần đai qua, độ dài là cần đai qua nha. Dàn khoen nó cần thì rất là đẹp luôn. Có cái dàn khoen nó là khoen inox hơi xấu này, dàn khoen nó inox hơi xấu này, còn cái cần là rất là đẹp nha. Cái này chiên cho anh em con ngâm lưu rê lóc, cần đai qua sapan này, đai qua sapan tem vàng. Chất liệu là phíp nha, dàn khoen inox này. Rồi hai khúc phíp. Rồi cây này để cho anh em giá là 300k nha, 300k cây này về anh em đánh kỳ sướng luôn. Tay cầm là gỗ bằng này, bát là bát thẳng bằng, có dàn khoen inox thế thầy nói. Dàn khoen này anh em ra cước cũng rất là sướng nha, không bị xước cước đồ nha. Cây này là độ dài là 1m80. Độ dài là 1m80 nha, hai khúc phíp. Rồi cây này để cho anh em giá là 300k, mã số 14. Tiếp tục mã số 15. 15 tiếp tục là một cây cần tay. 15 tiếp tục là một cây cần tay carbon, độ dài cây này là 4m50 này, cần tay carbon hàng Shimano nha. Chất liệu là carbon sống vào, hàng Shimano nha, cần tay carbon, chất liệu carbon sống vào. Cây này là cứng là 6H, cứng 6H, độ dài là 4m50 này, phô cần carbon này, nổ găng cùng cùng luôn nha. Cây này để cho anh em giá là 1 triệu 1, giá là 1 triệu 1 nha, cần tay carbon độ dài là 4m50, phô cần thì cực kỳ đẹp luôn, hàng Shimano 4m50. Rồi, giá em này là 1 triệu 1, mã số 15, cần tay carbon cứng 6H, giá là 1 triệu 1. Tiếp tục mã số 16. 16 tiếp tục là một cây cần 3 khúc. Đây, 16 tiếp tục là một cây cần 3 khúc, cần này là cần Henchy nha, cần Henchy nhưng mà cây này nó độ cứng 10-20 nha, độ cứng 10-20 này, chất liệu là carbon sống vòng này. Đây, chất liệu là carbon sống vòng này. Đấy, chất liệu là carbon sống vòng nha, hai độ, độ cứng 10 và độ cứng 20, dàn khoen ở đây. Chiên cho anh em câu biển câu bè nha, chiên cho anh em câu biển câu bè, cần thì mới tinh luôn. Có cái cần, có cái bát này nó hơi bị cũ tí thôi, còn phô cần cực kỳ mới này, tem nội địa Nhật này, tem nội địa Nhật này. Đấy, dàn khoen là dàn khoen Fuji nha, dàn khoen là Fuji, độ dài là 1m80, hai đột, chất liệu là carbon, đột là đây, cần Henchy nha, cần Henchy cho anh em câu biển câu bè, mã số 16. Cái này để cho anh em giá là 1.200.000, 1.200.000, mã số 16. Tiếp tục mã số 17. 17 tiếp tục là một cây cần hai khúc. 17 cũng tiếp tục là một cây cần hai khúc, chất liệu là phíp đặc siêu bền nâu đồng cấu đá, độ dài cái này là 1m65, chiên cho anh em cho con cái rồi anh em rồi đi du lịch thật lâu rê lóc. Đuôi lóc thì con này nó hơi nặng một chút nha. Con này nó tại vì cái cán gỗ á nên nó hơi nặng một chút. Loại này thích hợp cho anh em tải cá khoảng 7 kg nha. Còn cái này em có test video 7 kg rồi đấy, có up lên YouTube. Loại này anh em test thoải mái luôn, 7 kg mấy á, vô tư nâu đồng cấu đá, tải cá thì cực đỉnh luôn này. Rồi hai khúc phíp đặc siêu bền nâu đồng cấu đá cho anh em lưu rê lóc, câu lưu rê mực, câu biển, cho khách du lịch phá đồ rất là sướng, không sợ bị gãy nha, dặm lên cũng sợ bị gãy, tại vì nó là đặt toàn thân nâu đồng cấu đá mà. Mã số 17, 250k. Nếu mà cái cần này nó hư á, em nói nó hư, nó chỉ cái khoen này lâu ngày nó bị bung cái chỉ này ra nó hư thôi, chứ còn cái cần thì không bao giờ sẽ gãy luôn. Rồi tiếp tục mã số 18. 18 cũng tiếp tục là một cái cần hai khúc phíp đặc siêu bền nâu đồng cấu đá luôn, y như cái cây mã số 17 của em luôn. Đây, tay cầm là cán gỗ thế này đây. Rồi cây này cũng để cho anh em giá là 250k nha. Mà có cái là cây này là anh em đánh bầu lực hơn một chút nha, cái loại này anh em có thể đánh được cá tra này, tại vì cái đầu nó hơi to này đấy, anh em có thể đánh được cá tra luôn nha, rất là sướng luôn. Rồi hai khúc phíp đặc siêu bền nâu đồng cấu đá, độ dài là 1m65, thích hợp cho anh em cẩu cá tra rồi, rất là sướng luôn này. Rồi 250k, mã số 18. Tiếp tục mã số 19. 19 tiếp tục là một cây cần ISO khoen nhỏ. 19 tiếp tục là một cây cần ISO khoen nhỏ. Đây, chất liệu là carbon này, carbon hai da này, nổ găng cục cụm thế này nha, nổ găng cục cụm này, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ nha. Loại này chiên cho anh em về đột không, độ dài là 5m4 này, anh em về câu biển hoặc là anh em hạ làm cần tay rất là sướng luôn. Pad là pad Fuji, pad Fuji FF6, mấy cần máy mà hạ lắm cần tay là anh em đánh bộ lực độ rất là sướng luôn nha. Dàn khoen là Fuji ISO nhỏ này, cái này cứng tầm khoảng mấy h. Rồi cây này cứng tầm khoảng là 2,5H. Đây, chất liệu là carbon sống vòng này. Đấy, chất liệu là carbon sống vòng này. Nổ găng cùng cụm này. Rồi, ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy, khoen phát Fuji. Mấy cây cần này là y như cái cần tay vậy á, nó nhỏ xíu à.
Rất là đẹp luôn. Cái này anh em hạ lòng bàn tay nha. Carbon hai da sáng vòng. Giá này là 1,1 triệu. Tiếp tục mã số 20. 20 cũng tiếp tục là một cây cần ISO. Màu ISO khoan nhỏ. Cái này là đột một, độ dài là 5,4 m, cũng chất liệu là carbon, pad buxi này. Hàng Olympic Japan, tem vàng, dòng super carbon nha, super carbon này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji ISO nhỏ. Loại này cũng chuyên cho anh em về hạ làm cần tay nha. Đây. Chất liệu là carbon hai da này, chất liệu là carbon hai da này, siêu đẹp này. Carbon hai da siêu đẹp nha. Rồi. Cái này là hai da sáng X này, còn nãy là hai da sáng vòng nha. Dòng sáng X này nó hơi cao cấp hơn chút nha. Rồi cái này giá là 1,3 triệu. 1,3 triệu nha. Cái này cứng là tầm khoảng là 1,5H thôi. Đây. Mấy loại này anh em về hạ làm cần tay thì quá đỉnh luôn. Cần mới tinh luôn nha. Rồi, carbon hai da mã số 20, đột 1, độ dài 5,4 m. Chất liệu là carbon, hàng Olympic Japan, hàng mới tinh luôn. Rồi, mã số 20, giá là 1,3 triệu. Tiếp tục mã số 21. 21 cũng tiếp tục là một cây cần hai khúc, độ dài cây này là 2,4 m. Đây. Loại này cũng loại siêu bền nâu đồng gỗ đá, chất liệu phíp nha. Pad Pussy nè, Pad Pussy nè. Độ dài là 2,1 m, cứng cây này là cứng 80. Cứng 80, độ dài là cây này là 2,4 m nè. Loại này chuyên cho anh em câu ngâm, lăn xe, câu biển, đồ nói chung là loại này nâu đồng gỗ đá, câu bò á, nói chung là tải cá lớn nha. Dàn khoen nó đây, đề bà dàn khoen nó là dàn khoen Fuji này, người ta đã thay Fuji xứ đen này, còn khoen chạy của nó là khoen xứ trắng thế này nha. Hồi này anh em câu ngâm, lăn xe, câu biển rồi rất là sướng này. Hai khúc cần nội địa nha, cứng 80, độ dài là 2,4 m, chất liệu là phíp, ngoại hình cần có sự sức đây thôi, còn lại là phô cần cực kỳ chắc chắn luôn. Rồi mã 21, 21 cây này để cho anh em giá là 21 phíp, hai khúc. Giá em này là 600k nha, cứng 80, độ dài là 2,4 m. Rồi, tiếp tục mã số 22 tiếp tục là một cái cần 3 khúc carbon, độ dài cái này là 2,4 m. Đây ngoại hình cần này, ngoại hình cần này, cần này là giờ thuộc dòng cần Henchy á, dạng cần Henchy nha, chất liệu là carbon. Pad là pad Fuji FF6, dàn khoe là dàn khoe Fuji xứ dàn khoe Fuji xứ trắng thế này đây. Cái này là cứng là 20-25, cứng 20-25, độ dài cái này là 2,4 m, chất liệu là carbon, càng Henchy nè, ngoại hình càng đây. Cái này là hàng Olympic Japan, 3 khúc, 2,4 m, 3 khúc nha, Henchy. Rồi cái này mã số 22, 22 này để cho anh em giá là 800k, mã số 22, 800k, 3 khúc 2,4 m, cứng là 20, cứng 15-20, độ nảy của nó là 25. Rồi tiếp tục mã số 23 tiếp tục là một cây cần hai khúc, chất liệu là phíp. Cái này là dòng super nè, chất liệu là phíp nha. Dàn khoe nó là dàn khoe Fuji nè. Loại này là lure mấy ngang nha, lure mấy ngang, tay cầm là kiểu bắn súng cực kỳ đẹp đây. Pad là pad Fuji nè, dàn khoe cũng dàn khoe Fuji, độ dài là 1,80 m, độ cứng là ML nha. Rồi hai khúc phíp lure lắp, ngoại hình càng cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ mới luôn nha, khoe pad Fuji. Rồi cái này để cho anh em giá là 350k phíp. Tiếp tục mã số 24 tiếp tục là một cây cần 4 khúc, độ dài là 3,90 m, chuyên cho anh em đánh bạc biển, ngâm lăn xe, đánh lục. Đây, cái này nó có đây. Cần đây qua Japan này, cái cần đây qua Japan này 3,90 m này, phát vặn thế này đây. Đây. Tay cầm là cán gỗ thế này nha, hàng đây qua. Đây qua Japan. Rồi, dàn khoen nó đây, đề ba của nó này, đề ba là Fuji xứ trắng thế này nha. Đề ba của nó là Fuji xứ trắng thế này này. Rồi, khoen của nó đây. Fuji xứ trắng luôn. Rồi, cái này có 4 khoen thôi. 4 khoen, kể cả đầu bu là 5 khoen để cho anh em đánh lục xa bờ, đánh bạc biển. Rồi, 3 khúc phíp đây qua Japan, cứng là 25. Cứng 25 nha, cứng 25, chất liệu là phíp. Cái này là khá là nặng, phô càng cực kỳ dày. Loại này là nâu đồng của đá, chuyên cho anh em săn hàng á. Rồi cái này để cho anh em giá là 500k nha. 500k, 3,9 m. Cứng 25, hàng đây qua Japan. Tiếp tục mã số
25 tiếp tục là một cây cần tay phíp, độ dài cây này là 5m4, tay cầm là đây, tay cầm là cỡ gỗ bằng đây, cồn bọc này, còn ngồi hình cần còn rất là mới đây, tem con cá nha, 5m4, ngồi hình cần là có bọc chống nổ lắm cần này. Rồi cần tay chất liệu là phíp, cứng cây này là mấy h, độ cứng cây này là 1,5h này, có chống nổ lắm cần này, loại này chiên cho anh em câu chép tải cá khoảng 4kg đủ lại là rất là ok. Rồi cây này mã số 25, cần tay phíp, độ dài cây này là 5m4, đây ngồi hình cần tải cá khoảng 7kg đủ lại là ok nha, ngồi hình cần còn rất là mới luôn. Rồi cây này để cho anh em giá là 300k, mã số 25, 300k. Tiếp tục mã số 26, 26 cũng tiếp tục là một cây cần tay chất liệu là phíp. Đây, cây cần tay này chất liệu phíp nha, nhưng mà nó xoắn nổ găng như cuồn cuộn y như là carbon luôn nha. Đây, cần tay chất liệu phíp, độ dài cây này là 3m60 nè, cây này là cứng mấy h. Rồi, độ cứng cái này là 3h nha, độ cứng 3h, độ dài cái này là 3m60 này, chất liệu là phíp này, đầu rút ra này, phao càng cực kỳ đẹp luôn. Rồi, cứng 3h, độ dài là 3m60, cái này có cái là nó bị mất tem rồi nha, nhưng mà phao càng nó còn cực kỳ chắc chắn, có sơ xước nhẹ thôi. Cái này để cho anh em giá là 230k, 3m60. Tiếp tục mã số 27. 27 cũng tiếp tục là một cái cần tay phíp, cái này thì ngoại hình khá cũ nè, độ dài là 3m60 nha. 3m60 này, tay cầm 4 chỉ. Cái này nó bị dính bụi thôi. Cái này nó gì bên dính bụi bên ngoài với là dính keo thôi nha, có sẽ xước nhẹ chỗ này này đấy, còn lại là phô cần còn ngon nha. Cái này cứng là 1,5h, độ dài là 3m60 này, đầu rút ra này, phô cần rất là đẹp nha. Rồi cần tay chất liệu phíp, độ dài là 3m60, ở ngoài nó bị dính dính bụi bản này là nhìn hơi cũ nha, nhưng bên trong rất rất mới, các cái tay nó cũng bị cũ này. Rồi cái này để cho anh em giá là 200k, mã số 27. Tiếp tục mã số 28. 28 tiếp tục là một cây cần rút mini. Thu gọn cây này là 41 cm, chất liệu là carbon nha. Độ dài cây này là 2m1 này, chất liệu là carbon sống vòng này, 2m1 nha. Chất liệu là carbon sống vòng này, ngoại hình cần này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji thế này nha. Dàn khoen Fuji, cây này là cứng là 25. Cứng 25, độ dài cây này là 2m1 này, chất liệu là carbon. Chiên cho anh em lưu relock, bỏ cốp xe, rống vợ đi câu hoặc đi du lịch. Càng cực kỳ nhỏ gọn đẹp luôn. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, mã số 28. 28 này để cho anh em giá là, cái này để cho anh em giá là 800k nha. Pad Fuji, dàn khoen Fuji luôn, càng siêu đẹp, giá 800k, mini rút, mã số 28. Tiếp tục mã số 29. 29 cũng tiếp tục là một cái càng hai khúc, một cái càng mini rút nha. Độ dài cái này là 2m1 luôn. Độ dài cái này là 2m1 nha. Cái hai cây này là một cặp này, đều là hàng nội địa luôn nha, mời hàng mới tinh. Cây này là cũng cứng 25 nha, cứng 25, khoen quát Fuji luôn đấy. Rồi hai cây này giống nhau này. Rồi cây này cũng giá là 800k nha, cặp này anh em đi câu du lịch đồ rất là sướng luôn, à, rất là đẹp mới. Rồi mã 29 cũng 800k. Tiếp tục mã số 30. 30 cũng tiếp tục là một cái cần mini rút carbon, thu gọn lại là 40 cm, độ dài cây này là 1m80, để cho coi độ dài là 1m70, cái này là độ dài là 1m70 nha. Đây, à, độ dài là 1m80 nhưng mà rút ra thì nó còn 1m70 nha. Đây chủng của nó này, chất liệu là carbon sống vòng thế này nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji Six này, dàn khoen Fuji Six này, Fuji xám này đấy, còn hai cái khoen tay là khoen Fuji này, hai khoen tay cùng là Fuji nha. Rồi hai khúc mini rút, cây này là cứng, là cây này là khá là cứng nha, cây này cứng là 30, cây này là cứng là 30, độ dài cây này là 1m80 này, độ cứng cây này tầm khoảng là 6h á, anh em câu rất là sướng luôn nè. Mini rút thu gọn lại là 41 cm, chất liệu là carbon, 1m80, cây này mã số 30, cây này để cho anh em giá là 700k. Tiếp tục mã số 31. 31 là một cây cần mini rút chất liệu là phíp, độ dài là 1m80 này, pát là pát hẳn vặn này, ngoại hình cây cần khá là đẹp nha. Dàn khoen là dàn khoen lỡ xí xám thế này đây, dàn khoen lỡ xí xám nha. Cái này là cứng là 25, cứng 25, độ dài cái này là 1m80. Loại này anh em cũng đi du lịch, đóng vợ đi câu rồi 1m80 này, hàng cực kỳ mới đẹp luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 350k nha, 350k. Loại này anh em tải cá khoảng là 3kg đổ lại là ok. Nói chung là lâu lâu được con 4kg thì được, chứ còn mà 4kg miết thì nó không chịu nổi nhiệt nha. Rồi 350k, 3kg đổ lại là anh em đánh cực phê cho em luôn.
lưu rê lắp, đi du lịch trống vợ đi câu rất là sướng. Đây chào que cũng cực kỳ đẹp luôn nha, đồ hình cầm 350k, mã số 231. Tiếp tục mã số 32. 32 cũng tiếp tục là một cái cần midi rút, độ dài cái nào là bao nhiêu đây, độ dài cái nào là 1m65 đây, kỹ thuật dòng cần cũng đời cao thế này đây, cũng chiên cho anh em lưu rê lắp trống vợ đi câu với đi du lịch nha. Bắt là bắt thẳng vào này, dàn khoen cũng dàn khoen lại xí xám đây, còn khoen còn rất là mới nè. Cái này cứng là 15-20, chiên cho anh em lưu rê lắp hoặc là câu cá nhỏ, tải cá khoảng 3kg thôi. Rồi cái này để cho anh em giá là 250k, 250k mã số 32, 250k. Tiếp tục mã số 33. 33 tiếp tục là một cái cần hai khúc. 33 tiếp tục là một cái cần hai khúc carbon, chất liệu là carbon hai da sóng vòng, phát là phát pusi này. Cái này chiên cho anh em lưu rê lắp này, 1m80 này anh em này, vô cần này nấu gan cùng cuộn nha, hai da nha. Đây dàn khoen là dàn khoen fusi này, dàn khoen là dàn khoen fusi thế này đây, carbon hai da này. Rồi cần mới tinh luôn, chưa xuống nước lần nào, 1m80 cứng ML, khoen phát pusi này, khoen là khoen fusi xích luôn nha, khoen là khoen xích luôn này. Rồi hai khúc carbon hai da 1m80 cứng ML, chiên cho anh em lưu rê lóc. Rồi cái này mã số 32, 32 cây này hai da để cho anh em giá là 1.200k. Tiếp tục mã số 34. 34 tiếp tục là một cái cần tay carbon. Cần tay carbon độ dài cái này là 5m4 này, chất liệu là carbon. Đấy, rồi hình cần này, chất liệu là carbon sáng vàng nha, phô cần cực kỳ đẹp luôn, 5m4. Độ cứng mấy hát. Rồi độ cứng cây này là 1.5h này, cây này giá là 1.100.000 nha. Cứng 1.5h nha, 5m4, chưa xuống nước lần nào luôn, hàng nội địa nha, mới tinh luôn. 5m4. Rồi cái này giá là 1.100.000 nha. Mã số 34, giá là 1.100.000. 5m4, hàng cực kỳ đẹp luôn. 1.100.000. Tiếp tục mã số 35. 35 tiếp tục là một cái cần tay carbon, hàng này là hàng Olympic Span nha, độ dài cái này là 5m4, chất liệu là carbon hai da sáng X nha. Chất liệu là carbon hai da sáng X này. Chiên cho anh em săn hàng. Rồi này thì cần cực kỳ đỉnh rồi. Này cứng mấy hát đây. Rồi cái này cứng khoảng 5h, cái này cứng khoảng 5h nha. Chất liệu là carbon hay da sáng vòng này, chất liệu là carbon hay da sáng vòng thế này nè. Còn dưới súng độc thứ hai, thứ ba là sáng X này. Đấy, hàng cực kỳ đẹp luôn. Mã số 35, độ dài cái này là 5m30, chất liệu là carbon hay da. Hàng Olympic Span dòng tem vàng. Cái này để cho anh em giá là 1.900k, mã số 35, 1.900k nha, carbon hay da. Cực kỳ đẹp luôn, sáng X thế này nha, Olympic này, Olympic tem vàng này. Hàng nội địa nhật nha. 1.900k, mã số 35. Tiếp tục mã số 36. 36 tiếp tục là một cây càng hai khúc. 36 tiếp tục là một cây càng hai khúc càng Daiwa Japan, chiên cho anh em lưu rê lóc. Độ dài cái này là 1m83. Đây dàn khoen nó đây. Dàn khoen là vàng bát tem nội địa này, dàn khoen là dàn khoen Fuji Fuji vàng thế này đây. Đấy. Dòng đời cao nha, Daiwa. Anh em nhìn cái bát máy này, đấy. Bát máy dòng đời cao nha, bát là bát Daiwa luôn. Dàn khoen là dàn khoen Fuji Gold. Dàn khoen là dàn khoen Fuji Gold thế này nha. Rồi hai khúc carbon, độ dài là 1m83, độ cứng là ML, dòng đời cao, chiên cho anh em lưu rê lắp. Đoạn này anh em tải cá khoảng là đây, lưu rê là 1/8 và 1/2 OZ nha. Tải mồi của nó là 3-14g, còn len của nó là 4-8 IP nha. Đoạn này thì chiên cho anh em lưu rê lắp cá khoảng 3kg đủ lại là ok nè. Hàng cực kỳ đẹp đây qua. Rồi cái này để cho anh em giá là 1.500k. 1.500k. Mã số 36, tiếp tục mã số 37. 37 tiếp tục là một cái cần hai khúc cần Shimano. Hai khúc Shimano, dòng này là dòng đời cao nha. Dòng này là Shimano đời cao, hàng cực kỳ VIP luôn. Tay cầm là gỗ bằng thế này đây, nhưng mà cái cần này nó có bị sơ xước chỗ này nè. Lưu rê lóc mấy ngang nha. Đây. Cái này là hàng Japan, hàng nội địa Nhật. Dòng này là dòng XT này, dàn khoen là dàn khoen Fuji nha. Dàn khoen Fuji. Hai khúc lưu rê lóc mấy ngang, độ cứng là ML, chất liệu là carbon. Hàng Shimano. Cây này là lưu rê là 4-14g nha. Len của nó là 4-12 IP, loại này tải cá khoảng là 5kg. Pass Shimano, dàn khoen là dàn khoen Fuji, ngồi hình cần đây, 1m80. Rồi cây này để cho anh em giá là 1.900k, mã số 38, 1.900k nha. Đây, ngồi hình cần có sơ xước nha. Có sơ xước này là em sẽ bao ship cho anh em, bao ship cho anh em nha. Càng cực kỳ đẹp, mã số 37. Tiếp tục mã số 38.
38 tiếp tục là một cây cần súp, một cây cần súp carbon, chất liệu là carbon sơn bằng này, chuyên cho anh em đánh lục xa bờ, câu bạc biển. Đây là Heat Power Acti, là dòng này là chuyên cho anh em đánh lục xa bờ hạt cẩu cá tra nha. Pass là pass Fuji này, cứng 30, độ dài là 4m20, đánh lục xa bờ. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gập này, đấy, đầu rút ra này, đầu rút ra này. Dòng này là dòng Shimano nha, Shimano bản nội địa Nhật nha. Rồi cây này để cho anh em giá là 1.900.000, tại vì cái cây cần chỗ này nó có bị sơ xước này, có bị sơ xước dầm dầm này, thấy không? Rồi súp carbon, dàn khoen là dàn khoen Fuji gập, pass là pass Fuji, hàng Shimano, dòng Heat Power nha, Heat Power là dòng đời cao này, đấu trọng này. Rồi cây này chất liệu là carbon, giá là 1.900.000, mã số 38. Tiếp tục mã số 40, 39 chứ. 39 tiếp tục là một cây cần súp, một cây cần súp cực kỳ hiếm luôn, một cây cần súp cực kỳ hiếm, chuyên cho anh em đánh lục hoặc là anh em câu ngâm lân xe bạc biển. Pass là pass Fuji này, chất liệu là carbon sống vòng này, độ dài là 3m60 nha. Dòng này là carbon này, đấy. Dàn khoe đây, dàn khoe là dàn khoe Fuji gập này, chặt cái liệu là carbon sống vòng này, đầu rút ra này, đấy. Cái này là cứng, là độ cứng cực kỳ hiếm, cứng là 3335 nha, cứng 3335, thích hợp cho anh em đánh bầu lực. Rồi cái này để cho anh em giá là 1.400.000, cứng 3335 nha. Ngoại hình, tại vì ngoại hình nó có bị sơ xước đây, sơ xước dầm dầm nha, hàng cực kỳ hiếm. Rồi 1.400.000 nha, cứng 35, 3m60, loại này câu ngâm lăn xe đồ bao giờ cho hư. Mã số 39, 1.400.000, cứng 35, 3m60. Tiếp tục mã số 40. 40 cũng tiếp tục là một cây cần súp, một cây cần súp carbon, thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xe đánh lục bánh bạc biển hoặc là đánh lục đầu cần. Pass là pass Fuji này, 3m90 này, dàn khoe là dàn khoe Fuji gặp nha. Loại này là cứng là 27 thôi, cây này là cứng là 25 chứ, em nhầm, cây này cứng 25 nha. Độ dài là 3m90 này, ngâm lăn xe đánh lục đầu cần. Đấy. Dàn khoe cũng dàn khoe Fuji gặp. Cái này là hàng của thằng Delic này, Ryobi. Dòng Ryobi này C-Line này, dòng tên vàng, Pass the Pass Fuji. Có cái là dòng này là cổ siêu bày. Trông là nhìn nó khó cổ nhưng mà phâu nó khá là dày nha, chất liệu là carbon. Rồi, tem nội địa Nhật nha. Rồi cái này mã số 40. 40, cái này để cho anh em giá là 40 carbon. Rồi, cái này để cho anh em giá là 1 triệu nha. Hàng này hơi cũ, có cái cũ mà nó bày. Tiếp tục mã số 41. 41 là một cây cần ISO khoen nhỏ. 41 tiếp tục là một cây cần ISO khoen nhỏ, đột ngột độ dài, cây này là 4m50, pass là pass Fuji này. Dàn khoen nó đây. Dàn khoen nó cũng là dàn khoen là Fuji nha. Đây. Chất liệu là carbon, cây này cứng tầm khoảng 5H này. Chiên cho anh em về là hàm hạ làm cần tay rất là sướng luôn. Rồi cứng 5H, chất liệu là carbon sống vòng, ISO khoen nhỏ, đột ngột độ dài là 4m50. Cây này giá là 900.000 nha, cứng 5H, loại này anh em hạ ISO đánh cũng cực kỳ đỉnh, bao giờ cho hơn. 900.000, mã số 41. Tiếp tục mã số 42. 42 cũng tiếp tục là một cái cần ISO khoen nhỏ. Cây này là cần mới tinh luôn nha, chưa sơ xước một điểm nào, 6m30. ISO khoen nhỏ, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ nha. Cái này là cứng là 3H. Cái này cứng khoảng 2.5H chứ, 2.5H. Dàn khoen là Fuji ISO nhỏ thế này đây. Rồi này anh em, dòng này dòng cao cấp này, cái màu đỏ này, đấy, sáng vòng thế này nha. Anh em về hạ làm cần tay, nói chung cần này mới tinh, khỏi phải rút luôn. Cái này để cho anh em giá là 1.300.000, 6m30. Hàng nội địa Nhật, tem vàng, hàng mới tinh luôn. Rồi, tiếp tục mã số 43. 43 cũng tiếp tục là một cái cần ISO khoen nhỏ, chất liệu là carbon hai da này. Chất liệu là carbon hai da, cũng hàng nội địa, đột ngột độ dài là 5m4 này, đây, ngồi này, đấy, hàng Sapan nha, dàn khoen là dàn khoen Fuji số nhỏ này, đấy, này, xoắn găng cùng cụng nha, loại này anh em mà hạ làm cần tay, đồ anh em đến đánh hồ dịch vụ, đồ đánh giải gì thôi, cực kỳ đỉnh luôn, cái này cứng mấy hát, rồi cái này cứng là khoảng 3H nha, chất liệu là carbon hai da xoắn vòng này, anh em đánh hồ dịch vụ đánh cực đỉnh luôn, cây này để cho anh em giá là 1.400.000 nha, carbon hai da, carbon hai da. Đột một độ dài 5m4, chuyên cho anh em về hạ làm cần tay nha. Dòng này dòng đời cao này, rất là đẹp nha. Hai da này sáng cùng cụng nha. Mã số 43. 1.400.000. Tiếp tục mã số 44. 44 là mình có một con máy Shimano,
con máy Shimano nha, con này là Shimano Ultera, con này là size 6000, chuyên cho anh em cẩu tra, cẩu cá bò rồi, nói chung là 15-20 kg đồ nha. Dòng này thì đánh cực kỳ đỉnh rồi, Ultera size theo máy 6000, size thịt con này khoảng là 9000 này, Shimano. Dòng này thì dòng Ultera hơi cổ một chút, nó bị sơ xước này, chuyên cho anh em cẩu cá tra, cá bò rồi rất là sướng nha. Size 6000, size thịt là 9000. Đây, con này nó hoạt động êm mượt nha, chuyên cho anh em tải cá lớn. Có một cái con này nó bị là cái tay quay này nè, tay quay kim loại, nhưng mà cái này nó bị vỡ ra một chút này, mà người ta đã dán keo lại cứng ngắc nha. Dòng này là dòng hàng nội địa Nhật, Ultera. Xây theo máy 6000, xây thật là 9000, máy cực kỳ êm, đời cao ABS nha. Dòng này nó bắt bằng ABS rồi này. Rồi cái này đi, con này để cho anh em giá con này là 2 triệu nha. Con này 2 triệu này, đánh cực kỳ sướng luôn. Cẩu cá tra, cá bà, cá bò, nói chung là tải cá khoảng 10 kg đủ lay là quýnh nó. Đánh nó là rất là sướng luôn, 10 kg đủ lay nha. Rồi cái này để cho anh em giá là 2 triệu. Rồi em lên tạm là 44 con cần và máy về cho anh em tham khảo nha. À, anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy nha, 0794559193. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh của em và nhắn chung khi em like video sẽ anh em sẽ thấy đầu tiên. Cảm ơn.